Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Bản tin 24 giờ. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, kể từ giữa tháng này, Phúc Kiến liên tục hứng chịu mưa lớn và lũ lụt gây ra thiên tai hiếm có trong lịch sử. Ngành du lịch địa phương cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Phóng viên được biết từ bộ phận du lịch ở đây rằng các danh lam thắng cảnh ở núi Vũ và Thái Ninh vốn là ngành du lịch chính đã bị hư hại. Các danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa để ngừng tiếp nhận khách du lịch. Mặc dù danh lam thắng cảnh đã không bị thiệt hại lớn, lượng khách du lịch đến đây tham quan đã giảm sút nghiêm trọng. Làng Hạ Mỹ, một ngôi làng lịch sử và văn hóa nổi tiếng ở Trung Quốc, là một phần không thể thiếu của di sản văn hóa thế giới núi Vũ, nơi vẫn được giữ phong cách của các tòa nhà cổ trong các triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Trong một cuộc phỏng vấn tại làng Hạ Mỹ, phóng viên đã nhìn thấy một con kênh nhân tạo dài hơn 900 mét chạy qua làng và trở thành tàn tích. Những con đường cổ kính trong thiên kinh của cổ đại, địa điểm du lịch cổ kính trước đây đầy bùn và nước, các tòa nhà cổ đại đã bị hư hại và một số đã đổ nát. Châu Anh Văn, người đứng đầu công ty du lịch văn hóa dân gian của làng Hạ Mỹ cho biết, nhiều tòa nhà cổ nổi tiếng trong khu danh lam thắng cảnh đã bị hư hại và hầu hết các ngôi nhà trong làng đều bị lũ nhấn chìm, dự kiến sẽ không thể tiếp tục hoạt động đón khách du lịch trở lại trong vòng một năm. Hiện tại các cơ sở quy hoạch và xây dựng đã can thiệp vào dự án khôi phục các ngôi nhà cổ. Trong thảm họa mưa bão liên tục ở Phúc Kiến, một số khu vực của khu nghỉ dưỡng Vũ Di Sơn đã bị ngập lụt, đường giao thông du lịch bị gián đoạn. Một số lượng lớn khách sạn, nhà hàng và cửa hàng du lịch bị ngâm trong nước, đường trong khu danh lam thắng cảnh bị hư hại do lở núi. Một số lượng lớn du khách bị mắc kẹt hiện đã được sơ tán. Đài Ninh Tam Minh đã được đề cử là di sản thiên nhiên thế giới nhờ địa hình đan hà độc đáo, là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa mưa lũ này với lượng mưa 400 năm một lần. 10 danh lam thắng cảnh mới được khai trương trong quận đều bị lũ lụt ập đến. Quận Đài Ninh bị ngập sâu hơn 3 mét, một số danh lam thắng cảnh và cơ sở vật chất bị phá hủy hoàn toàn. Theo người phụ trách cục du lịch tỉnh Phúc Kiến, từ góc độ toàn ngành du lịch Phúc Kiến, các điểm du lịch ở Tây Bắc Phúc Kiến đã bị thiệt hại nặng nề, đặc biệt là các cơ sở đón tiếp khách du lịch ở Thái Ninh, Vũ Di Sơn, Diên Bình, Thuận Xương và Thiều Vũ cũng bị thiệt hại ở mức độ khác nhau. Điều này có thể ảnh hưởng đến lượng khách du lịch đến Phúc Kiến. Thưa quý vị, mới thoát khỏi hạn hán một tháng trước, giờ lại hứng chịu mưa lớn, hạn hán và lũ lụt liên tiếp xảy ra. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của chúng tôi lo lắng quanh năm. Nhiều ngày qua, trụ sở phòng chống lũ lụt hạn hán, các cán bộ luôn gượng cười với phóng viên. Đồng thời, khí hậu tại đây diễn ra rất bất thường, miền Nam mưa nhiều, miền Bắc tiếp tục thời tiết nhiệt độ cao. Sáng hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng và Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây sẽ có mưa lớn. Đồng thời, Nội Mông, Hoắc Long Giang, Cát Lâm và những nơi khác đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ màu xanh lam đối với nhiệt độ cao, nắng và nóng. 11 đợt mưa lớn đã lần lượt làm dịu bớt hạn hán ở phương Nam nhưng cũng không dập tắt được những dấu hỏi trong lòng người dân. Các hiện tượng khí hậu cực đoan đang trở nên thường xuyên hơn và khốc liệt hơn. Những lý do cho điều này là gì? Bắc Nam nóng lạnh nghịch đảo làm nổi bật tính dị thường của khí hậu. Theo thống kê của Đài quan sát khí tượng Trung ương, kể từ tháng này, lượng mưa ở hầu hết Giang Nam và Bắc Nam Trung Quốc trong thời kỳ cao hơn 20% so với bình thường. Và hầu hết Giang Tây, Tây Bắc Phúc Kiến, Bắc Quảng Đông và một phần của phía Nam Hồ Nam đã cao gấp 50% đến gấp đôi. Vùng mưa chính ở Giang Nam và Nam Trung Quốc, khu vực có lượng mưa lớn hơn 500 mm, có lượng mưa trung bình 587,8 mm, lượng mưa cùng kỳ lớn nhất trong lịch sử. Đồng thời, sau đợt nắng nóng kéo dài liên tiếp trong 4 ngày qua, Đông Bắc Bộ lần thứ 2 đã có nắng nóng cao kéo dài. Trong số các thủ phủ của tỉnh, Cáp Nhĩ Tân trải qua 3 ngày nhiệt độ cao liên tiếp và Trường Xuân cũng trải qua 2 ngày nhiệt độ cao. Sự tương phản thậm chí còn gay gắt hơn, nhiệt độ ở Vũ Hán, Nam Kinh, Trùng Khánh và Nam Sương được gọi là bếp lò lớn, không vượt quá 25 độ C. Hiện tượng nóng lạnh bất thường và lượng mưa không đồng đều trên toàn quốc đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia. Càn Yên, Phó Giám đốc Phòng Chế độ Nước của Ủy ban Bảo tồn Nước Sông Châu thuộc Bộ Tài nguyên Nước, Phan Vi Quan, chuyên gia từ Văn phòng Dự báo và Đánh giá Khí hậu của Cục Khí tượng tỉnh Quảng Đông, phân tích rằng những cơn mưa bão thường xuyên xảy ra trong năm nay chủ yếu liên quan đến một số điều bất thường. Thứ nhất, gió mùa Biển Đông bùng phát sớm. Gió mùa Biển Đông năm nay bùng phát vào đầu tháng trước, sớm hơn cùng kỳ các năm trước từ 10 đến 20 ngày. Bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống dưới, áp cao cận nhiệt đới phía Tây Bắc Thái Bình Dương hoạt động yếu. Tuy có tăng cường vào đầu tháng này nhưng bắt đầu suy yếu trở lại vào đầu và cuối tháng, dẫn đến mưa xối xả liên tục. El Nino làm cho khí hậu trở nên kỳ lạ,
Cán Yên tin rằng sự nóng lên toàn cầu là nền tảng khiến hạn hán nghiêm trọng và các hiện tượng thời tiết khí hậu khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn. El Nino là hiện tượng nhiệt độ nước biển ở vùng xích đạo Thái Bình Dương tiếp tục ấm lên bất thường. Nó sẽ biến vùng biển phía đông Thái Bình Dương vốn là vùng nước lạnh thành vùng nước ấm, dẫn đến sóng thần và bão dữ dội, gây hạn hán ở một số khu vực và lượng mưa vượt mức ở những khu vực khác. Theo các tài liệu lịch sử, kể từ năm 1950 đến nay, trên thế giới đã xảy ra 14 hiện tượng El Nino, từ Bắc bán cầu đến Nam bán cầu. Từ châu Phi đến châu Mỹ Latin, khí hậu trở nên quái dị đến khó tin, nơi mát mẻ, nóng như thiêu như đốt, mùa xuân ấm áp bỗng có tuyết rơi, mùa mưa đến không mưa, mùa khô thì lũ lụt. Đàm Kỳ Thanh, giám đốc Viện Thông tin Khí tượng và Dự báo Thiên tai Đại học Chiết Giang phân tích rằng, mưa bão liên tục ở phía Nam có liên quan đến trận bão tuyết ở châu Âu và Tây Bắc Trung Quốc vào đầu năm. Sau khi một lượng lớn hơi nước làm tan tuyết, nó sẽ lăn xuống qua thảm thực vật và đất, bốc hơi sau khi nóng lên và được vận chuyển về phía Nam thông qua vành đai phía Tây. Trước đây, lượng mưa ở miền Nam Trung Quốc chủ yếu là hơi nước được vận chuyển bởi luồng không khí ấm và ẩm ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Năm nay, hơi nước cũng được vận chuyển từ phía Bắc. Cùng với các hoạt động không khí lạnh thường xuyên, lượng mưa lớn hơn ở Nam Bộ, nhiều hơn ở những năm trước. Đàm Kỳ Thanh giải thích rằng, do tổng lượng hơi nước trên trái đất được cân bằng, nên nếu lượng mưa ở phía Nam nhiều hơn thì lượng mưa ở phía Bắc sẽ ít hơn. Tiêu Tử Nghiêu, Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết, các hiện tượng cực lạnh và nóng phản ánh sự gia tăng biến đổi khí hậu và biến đổi khí hậu trong bối cảnh của trái đất nóng lên. Đàm Kỳ Thanh cho biết, kể từ năm 1998, khí hậu toàn cầu bắt đầu trải qua một bước ngoặt làm mát và trong thời điểm bước ngoặt đó, thời tiết khắc nghiệt sẽ tăng lên. Dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan như El Nino, mưa xối xả, bão tuyết sẽ thường xuyên xảy ra hơn. Dương Ngọc Tường, một giáo sư đã nghỉ hưu tại Trường Khoa học và Công nghệ Khám phá Trái đất của Đại học Cát Lâm, cũng có quan điểm về quá trình chuyển đổi làm mát bước vào giai đoạn lạnh vào năm 2000 và khí hậu biến đổi toàn cầu đã bước vào chu kỳ làm mát. Kính thưa quý vị, từ 8 giờ tối ngày Chủ nhật đến 5 giờ sáng ngày thứ Hai vừa qua, huyện Mã Long, tỉnh Vân Nam bất ngờ đổ mưa lớn. Hầu hết các quận lỵ và 5 thị trấn bị nhấn chìm, thiệt hại kinh tế hơn 385 triệu nhân dân tệ. Sau thảm họa, hơn 7.200 người đã được sơ tán và chuyển đi nơi khác. Hôm thứ Hai, những người dân bị ảnh hưởng ngồi trên xe ủi để chuyển đi. Vào sáng thứ Hai, nhân viên của đội cứu hỏa thành phố Nam Dương đã giải cứu những người dân làng bị mắc kẹt do vỡ kè Trường Khải của sông Vu ở thị trấn Lâm Xuyên, thành phố Phúc Châu. Vào tối ngày Chủ nhật, bờ kè Trường Khải của sông Phu He, con sông lớn thứ hai ở tỉnh Giang Tây đã bị vỡ bờ kè. Chiều dài của đoạn bờ kè vỡ lên tới 400 mét, có 145.000 người ở 5 thị trấn và quận Lâm Xuyên của hạ lưu sông Phu, cũng như đường cao tốc Bắc Kinh-Phúc Châu và quốc lộ 316 đang bị ngập nước. Hiện tại, 26 con sông ở tỉnh Giang Tây đang ở trên mức cảnh báo và tình trạng thiên tai ở một số khu vực còn vượt xa trận lũ lụt năm 1998. Sáng ngày Chủ nhật, nước lũ ở huyện Ngọc Giang, tỉnh Giang Tây đã rút đi, các con đường trong khu đô thị bị nước lũ làm ngập từng đoạn. Từ thứ Sáu đến ngày thứ Bảy, huyện Ngọc Giang, tỉnh Giang Tây hứng chịu một trận mưa xối xả hiếm gặp. Lượng mưa lớn khiến cả 4 con đường nối huyện với bên ngoài đã bị ngập lụt. Tổng cộng có 150.000 người bị mắc kẹt trong quận. Vào ngày thứ Bảy, hai người đàn ông ở huyện Ngọc Giang đi bộ trong nước lũ. Nhiều tỉnh Nam Bộ đã phải hứng chịu đợt mưa lớn thứ 10. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ với mức cao nhất vào ngày thứ Sáu và 1,28 triệu người ở tỉnh Giang Tây bị ảnh hưởng. Tam Minh và các thành phố khác ở Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến cũng bị lũ lụt 30 năm mới có một lần. Vào hôm thứ Năm, nước lũ từ sông Ly chảy ngược vào khu đô thị, người dân phải đi bè tre. Cùng ngày, thành phố Quế Lâm, Quảng Tây có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ gây ra ngập lụt. Thành phố Quế Lâm và các quận xung quanh như Linh Ngữ và Vĩnh Phúc đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Bị ảnh hưởng bởi mưa bão lớn, mực nước ở sông Lệ Giang dâng cao nhanh chóng, gây ra lũ lụt nghiêm trọng trong khu vực đô thị và người dân phải dựa vào bè tre để đi lại. Hôm thứ Tư, trực thăng cứu hộ đang giải cứu người dân bị lũ bao vây. Kính thưa quý vị, kể từ tuần trước, Giang Nam và Nam Trung Quốc đã hứng chịu đợt mưa lớn thứ 9 kể từ tháng trước, gây ra thảm họa ở 9 thành phố và 26 quận của Quảng Tây, với tổng số 630.000 người bị ảnh hưởng và tổng số 98.200 người phải di rời và tái định cư. 339.900 ha cây trồng bị ảnh hưởng, 2.023 ngôi nhà bị sập do thiên tai. Vào tối ngày thứ Tư, một vụ lở đất xảy ra cách tuyến đường Diên Tân của huyện lộ 11 km ở thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến. Một chiếc xe tải nhỏ đi qua đoạn đường này đã bị đẩy xuống nước. 7 người trong số họ đã được giải cứu và 24 người đã mất. Từ đêm ngày thứ Ba, Nam Bình, Phúc Kiến có mưa lớn. Lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn đã gây ra lở đất và các thảm họa địa chất khác ở Diên Bình, Thuận Sương và những nơi khác. Trước đó, lũ gần như phủ kín Lan Can, đỉnh Thành Cổ. Từ 3 giờ đêm đến 10 giờ ngày thứ Năm, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hồ Nam đã liên tiếp đưa ra 6 cảnh báo mưa bão màu đỏ cho huyện Phượng Hoàng, huyện Tân Hoa và các khu vực trung tâm phía tây khác của Hồ Nam.
Ngày hôm đó, cơn mưa xối xả đã đổ xuống huyện Phượng Hoàng xinh đẹp ở phía tây Hồ Nam. Dòng sông Đà Giang cuồng độ đã làm ngập lối đi xã ven sông và danh lam thắng cảnh nổi tiếng Tiêu Nham ở thành phố cổ Phượng Hoàng. Một số đường phố bị ngập do hệ thống thoát nước kém gây ra ngập lụt làm 6 người chết. Thưa quý vị khán giả, vào 3 ngày trước tại làng Cát Lý, thị trấn Lương Giang, thành phố Lai Bình, tỉnh Quảng Tây đã xảy ra hiện tượng sụt lún đất tạo thành 4 hố lớn khiến tường nhà dân bị nứt và nghiêng. Chính quyền địa phương đã di dời toàn bộ dân làng đến khu vực an toàn. Tính đến 16 giờ cùng ngày, 2,82 triệu người ở Quảng Tây đã bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, với tổng cộng 140.000 người đã được chuyển đi khẩn cấp. Quảng Tây có mưa lớn, nước sông tràn vào trường trung học số 2 của huyện Tự Trị, Su An Giao vào buổi sáng. Hơn 1.000 giáo viên và học sinh trung học phổ thông vẫn miệt mài ôn thi dưới nước. Hiện tại, lượng mưa lớn đã khiến 36 người thiệt mạng. Cùng ngày, trường trung học thực nghiệm Lai Bình bị lũ bao vây và hơn 650 học sinh bị mắc kẹt trong tòa nhà giảng dạy. Cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã bất chấp mưa để di chuyển các em học sinh ra khỏi trường. Vào ngày hôm đó, một số khu vực của Quảng Tây hứng chịu lượng mưa xối xả, ảnh hưởng đến 1,17 triệu người và 57.800 người phải di rời khẩn cấp. Trong số đó, thành phố Lai Bình 300 năm mới hứng chịu trận lũ một lần. Nhiều trường học bị ngập lụt, hơn 1.000 học sinh bị mắc kẹt trong nước lũ tại trường. Hôm đầu tuần có mưa lớn như chút nước ở huyện Supu, tỉnh Hồ Nam gây ra lũ quét, 4 cây cầu trong huyện bị lũ lụt phá hủy. Huyết mạch giao thông giữa thị trấn Sơn Tây, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, các huyện lân cận đều bị gián đoạn. Hơn 8.000 người trong thị trấn bị mắc kẹt trong một hòn đảo biệt lập và không thể đi lại. Cục khí tượng tỉnh Giang Tây đã thông báo rằng Giang Tây đã trải qua đợt mưa bão lớn nhất trong năm nay. Từ 17 giờ ngày hôm trước đến 17 giờ ngày hôm sau, lượng mưa trung bình ở Giang Tây lên tới 252 mm. Cộng đồng dân cư phố Lý Tử, tỉnh Triều Dương, khu ổ chuột lớn nhất ở thành phố Nam Dương ngập trong nước và nhiều ngôi nhà của cư dân bị ngập sâu hơn 1 mét. Hôm qua, phía Bắc Quảng Đông, phía Đông của Quảng Đông và Châu Thổ, sông Châu Giang đã phải hứng chịu một trận mưa bão 50 năm mới có một lần. Ngập úng nghiêm trọng xảy ra ở một số khu vực của Quảng Châu, một số bãi đậu xe dân cư bị ngập trong nước. Mưa lớn đã khiến 15 người chết và 9 người mất tích trong tỉnh, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 1,252 tỷ nhân dân tệ. Do bị ảnh hưởng bởi rãnh trên cao, từ 16 giờ ngày hôm kia đến 20 giờ ngày hôm qua, phía Bắc và phía Đông của Quảng Đông đã xảy ra mưa lớn. 62 thị trấn thuộc 4 thành phố, 6 huyện bị lũ lụt, 1.037 ngôi nhà bị sập, dân số là 4.800 người. Dân số phải di dời là 12.857 người. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 376 triệu nhân dân tệ. Hôm nay, một số khu vực của Trùng Khánh hứng chịu gió mạnh, mưa đá và mưa bão. Một số quận và huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại làng Hội Long, thị trấn Hội Long, huyện Lương Bình, Trùng Khánh, mái nhà của một số nhà dân đã bị gió thổi mạnh làm bay. Hiện tại, lượng mưa ở Trùng Khánh vẫn đang tiếp tục và cường độ đã suy yếu. Tính đến 16 giờ ngày hôm nay, mưa bão đã làm 29 người chết, 1 người mất tích và 190 người bị thương. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!